cuối cùng có như thế nào, nó vẫn xứng đáng. Bước chân khó khăn nhất là bước chân khi bạn bước một mình, nhưng đó là những bước chân khiến bạn mạnh mẽ nhất. Đó là những bước đi khiến bạn thể hiện được những phẩm chất tiềm năng bên trong mình, để chiến đấu hết mình, để chiến đấu với những điều tầm thường, chiến đấu lại những kẻ chống đối bạn. Mạnh mẽ lên, cứ tiếp tục. Mạnh mẽ lên, cứ tiếp tục. Những bước đi này sẽ khó khăn, nhưng những bước đi khó khăn nhất sẽ đưa bạn đến cái đích tuyệt vời nhất. Người leo núi bền bỉ nhất cũng sẽ là người leo lên đỉnh núi cao nhất. Nó xứng đáng để đánh đổi. Nếu bạn thể hiện những gì bạn có, những con người tuyệt vời sẽ xuất hiện bên bạn. Bạn sẽ không mãi cô độc. Bạn có những phẩm chất chỉ một số ít người nhận ra, bởi vì phần lớn còn lại không có phẩm chất đó. Bạn có sức mạnh mà chỉ số ít người mới nhận ra được, bởi vì phần lớn còn lại không trải nghiệm như bạn. Vì vậy đừng từ bỏ, đừng hạ tiêu chuẩn để làm hài lòng người khác. Bạn sinh ra để trở thành huyền thoại, để trở thành lãnh đạo bộ tộc của bạn. Người ta nói rằng sói trên đỉnh đồi sẽ không khao khát bằng sói đang trèo lên đỉnh đồi. Hãy luôn là con sói đó, con sói đang trèo lên đỉnh đồi, luôn khao khát nhiều hơn, luôn khao khát để liên tục phát triển, để nuôi dưỡng tâm trí bạn ở một đẳng cấp cao nhất. Bạn có thể làm được điều đó. Đừng nhìn lại sau lưng, luôn nhìn về phía trước, tới bữa tiệc kế tiếp, bữa tiệc của sự thành công. Ở bất cứ lĩnh vực nào bạn đang thực hiện, nó không phải là vấn đề khi bạn đang bước đi một mình trong một thời gian dài. Rất tốt khi bạn bước đi một mình nhưng đúng hướng, còn hơn đi theo số đông nhưng sai đường. Mạnh mẽ lên, khác biệt, số phận đang nằm trong tay bạn. Hãy bước ra ngoài và làm chủ số phận của